Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Mẹ Bé Thủy Thảo. Như các bạn cũng biết, hiện nay trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng thì luôn nói về cái loại virus corona, một loại virus được lan từ người lây truyền từ người sang người và nó được lan rộng và nó rất nguy hiểm. Hiện tại thì vẫn chưa tìm ra được cái vaccine để có thể trị được đó. Và cái cách duy nhất để chúng ta phòng được cái loại này đó chúng này chúng ta phòng tránh bằng những cách như mình Mẹ Bé Thủy Thảo có làm video, đó là chúng ta đeo khẩu trang này, khi mà đi ra ngoài thì chúng ta rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn này, hạn chế đến những nơi đông người. Vì chính vì cái việc là đeo khẩu trang y tế nên dạo gần đây các bạn có theo dõi các bài báo cũng như là các thông tin ở trên thời sự sẽ thấy được là cái hiện tượng khan hiếm khẩu trang y tế, có những shop, những cửa hàng thì tăng giá lên đột ngột, rồi cũng có những nơi thì tại vì là bị phạt tiền nên đã không bán, và dẫn tới cái tình trạng đó là khan hiếm khẩu trang y tế và nước rửa tay sát khuẩn. Mình mới đọc được một cái bài báo ở trên trang zing.vn, một cái trang báo lớn của Việt Nam, và nói đến một cái sáng kiến của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đó cũng là một cái sáng kiến rất tuyệt vời để giúp cho chúng ta một phần nào không cần tới những cái khẩu trang y tế như thế này. Có thể chúng ta sử dụng những khẩu trang vải và để giảm thiểu được cái việc là phải cháy hàng khẩu trang y tế. Và cái cách như thế nào cũng như cái bài báo này cụ thể là nó nói về cái gì thì các bạn hãy cùng theo dõi với Mẹ Bé Thủy Thảo trong ngày hôm nay nhé. Cụ thể bài báo mà mình đọc được đó là trên trang báo zing.vn, một cái trang báo lớn nổi tiếng tại Việt Nam, và nó là một trang báo rất uy tín nên các bạn yên tâm về cái thông tin mà Mẹ Bé Thủy Thảo đưa trong video ngày hôm nay nhé. Cụ thể bài báo mình đọc đó chính là ngày mùng 5 tháng 2 2020 là ngày mà đăng cái bài báo này lên. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nêu sáng kiến ngừa virus corona bằng tinh dầu tràm. Ngày mùng 5 tháng 2 2020, phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nêu sáng kiến nhỏ giọt tinh dầu tràm lên khẩu trang trước khi sử dụng để ngăn ngừa dịch bệnh virus corona. Tức là chúng ta có thể nhỏ tinh dầu tràm lên trên khẩu trang y tế hoặc trên khẩu trang vải đều được. Nên với những bạn nào mà chưa mua được khẩu trang y tế, chúng ta có thể nhỏ tinh dầu tràm lên khẩu trang vải và chúng ta có thể sử dụng được, và nó cũng góp phần giúp cho chúng ta ngừa được cái virus corona. Tiếp theo thì bài báo nói là trao đổi với zing.vn, ông Đỗ Văn Dũng, trưởng phòng nghiệp vụ dược Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang nghiên cứu và sẽ sớm công bố việc dùng tinh dầu tràm để tăng tính hiệu quả của khẩu trang trong việc ngăn ngừa dịch cúm do virus corona. Phòng nghiệp vụ dược Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu khoa dược Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung một số thông tin về sáng kiến này. Theo ông Dũng, chỉ cần nhỏ một giọt tinh dầu tràm lên khẩu trang, khả năng ngăn ngừa dịch cúm sẽ được nâng cao. Sắp tới thì ngành y tế sẽ yêu cầu các nhà cung cấp tăng cường bán tinh dầu này ở các siêu thị, ở các cửa hàng tiện lợi. Và việc sử dụng tinh dầu tràm để tăng tính kháng khuẩn đã có nhiều nghiên cứu chứng minh. Các nhà khoa học đang đánh giá thêm việc là sử dụng tinh dầu tràm vào chất liệu để làm nên các khẩu trang. Và trưởng phòng nghiệp vụ dược sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin đó là họ sẽ nghiên cứu là cho làm sao để tăng cái chất liệu của tinh dầu có khẩu trang y tế cũng như khẩu trang vải thì có thêm tinh dầu tràm vào trong đấy. Và theo các nhà khoa học, ngoài cái hương thơm dễ chịu của tinh dầu tràm thì nó còn chứa một cái hoạt chất, đó là hoạt chất alpha terpineo. Thì đây là một cái dạng hoạt chất nó có tác dụng kháng khuẩn. Chất này thì nó có thể ức chế được một số loại virus, trong đó có cả virus cúm H5N1, cũng là một cái nỗi lo của các mẹ khi mà ở bên Trung Quốc thì cũng đã phát hiện ra dịch cúm virus cúm H5N1 rồi. Ngoài cái hoạt chất mà alpha terpineo thì nó còn có thêm một cái loại hoạt chất nữa, và thực sự là tinh dầu tràm thì nó có rất là nhiều cái hoạt chất tốt để giúp cho sát khuẩn này và phòng chống được cái dịch bệnh. Đây là cái bài báo tại zing.vn, các bạn có thể tìm hiểu lên trang zing.vn để đọc cái bài báo vào ngày mùng 5 tháng 2 2020 để có thể rõ hơn về cái sáng kiến của Sở Y tế đưa ra. Thì bây giờ mình cũng sẽ hướng dẫn sơ qua một chút để cho các bạn có biết cách sử dụng tinh dầu tràm như thế nào cũng như là làm sao để đạt kết quả tốt nhất trong cái việc là phòng chống dịch.
Và các bạn cũng biết là virus corona thì hiện tại chưa có vaccine, nên cái cách duy nhất là chúng ta nên phòng. Như mình đang cầm trên tay đây chính là khẩu trang y tế của người lớn, khẩu trang 4 lớp. Và cái cách bỏ tinh dầu tràm như thế nào? Đây là của khẩu trang người lớn nhá. Và đây là khẩu trang em bé, thì mình đang dùng cái loại khẩu trang Styrary của em bé hình con gấu. Và mình sẽ cho tinh dầu tràm vào trong của khẩu trang người lớn và khẩu trang em bé khi mà chúng ta đi ra ngoài đường, khi mà đưa các em bé đi ra ngoài đường cũng như là đến những nơi đông người, hay là khi mà có thể là chúng ta ở trong vùng dịch thì chúng ta cũng nên đeo những cái khẩu trang như thế này và nhỏ một vài giọt tinh dầu tràm lên trên. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành nhỏ vào, và lát nữa thì mình cũng sẽ hướng dẫn, thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các mẹ cách chọn làm sao được tinh dầu tràm đạt chuẩn, bởi vì là tinh dầu tràm nó có tác dụng thực sự, nhưng mà đúng cái loại tinh dầu tràm đạt chuẩn thì nó quan trọng, bởi vì có rất là nhiều các loại tinh dầu tràm pha và có thể cái chất liệu bên trong nó toàn là hóa chất, thì các bạn chỉ cần nhỏ một vài giọt như thế này. Cái chai tinh dầu tràm này thì nó được thiết kế một cái ống là dạng nhỏ giọt, thì khi chúng ta đổ như thế này nó sẽ không bị đổ hết tinh dầu tràm ra bên ngoài. Và như các bạn cũng thấy thì khi mà chúng ta đổ cái tinh dầu tràm vào như thế này, nó sẽ có tác dụng là nó ngấm vào khẩu trang đấy, và nó sẽ có một cái mùi thơm. Cái việc mà sử dụng tinh dầu tràm này nó không chỉ là phòng chống được cái dịch virus corona, mà nó cũng giúp cho các bé dễ thở hơn. Với những bé mà hay bị ho hen khò khè thì tinh dầu tràm cũng có rất tốt để giúp cho bé trị được cái bệnh ho. Đây là khẩu trang y tế cho em bé nhá. Còn đối với người lớn của chúng ta thì chúng ta cũng cho trực tiếp tinh dầu tràm vào trong mặt trong khẩu trang như thế này. Đấy, các bạn yên tâm là cái mùi của tinh dầu tràm thì nó khá là thơm. Nó khá là thơm nên là nó sẽ không bị mùi hắc hay mùi hôi, nên là các mẹ sẽ không phải lo lắng về điều đấy nhá. Hầu như bé nào cũng rất là thích ngửi mùi tinh dầu tràm. Thì ngoài cái việc mà chúng ta kết hợp với khẩu trang y tế thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn. Thì cái hướng dẫn này mẹ bé Thị Thảo cũng có làm video rồi, nhưng ngày hôm nay mình sẽ nói lại một chút. Đó chính là chúng ta kết hợp với đèn sông tinh dầu. Đây là cái đèn sông tinh dầu, thì từ khi mà nhà mẹ bé Thị Thảo có nghe về cái bệnh dịch này thì lúc nào 24/24 tại phòng khách, phòng ngủ cũng như là tại shop cũng sẽ có một cái đèn sông như thế này, và lúc nào cũng sẽ kết hợp đó là rõ vài giọt tinh dầu tràm lên bên trên, lên vào cái lọ tinh, cái đèn sông tinh dầu này. Thì thứ nhất, khi mà chúng ta cho giọt tinh dầu vào trong đèn sông, nó sẽ có tác dụng đó là khuếch tán tất cả những cái giữa hoạt chất ở trong tinh dầu tràm, và nó sẽ giúp một phần nào đuổi được, phòng được những cái loại virus như virus corona, các loại virus H5N1 và những loại virus gây tới những cái bệnh ho hen khò khè của các bé, để cái phòng lúc nào nó cũng sẽ thơm mùi tinh dầu tràm, lúc nào nó cũng sẽ được sạch và sát khuẩn tại phòng ngủ và phòng khách. Thì những cái tác dụng tuyệt vời của tinh dầu tràm như vậy, thì cái việc mà mua được tinh dầu tràm đạt chuẩn nó cũng là điều rất là quan trọng, bởi vì là trên thị trường thì nó có rất là nhiều loại tinh dầu tràm, và cũng có những loại tinh dầu tràm làm từ hóa chất. Như mình có nói là bất kỳ cái sản phẩm nào khi mà đưa ra thị trường cũng như là để cho các bé sử dụng thì nó phải có giấy kiểm định và phải có dấu đỏ. Cái giấy kiểm định nó rất quan trọng. Một cái sản phẩm mà đưa ra thị trường nếu nó chưa có giấy kiểm định thì các bạn không nên sử dụng cho con của mình. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đó chính là khi mà chúng ta mở cái chai tinh dầu tràm lên thì cái mùi của nó sẽ phải là mùi thơm của cây tràm gió. Cái màu của nó các bạn sẽ nhìn thấy, mình sẽ đưa sát lại cho các bạn nhìn nhé. Màu thứ nhất là màu trắng xanh như thế này, hoặc là màu trắng, và nó sẽ rất là thơm. Và cái một cái cách nữa để chúng ta có thể kiểm tra được tinh dầu tràm có pha lẫn tạp chất hay không, đó là chúng ta xắt như thế này và sau vài giây nó sẽ về ngay vị trí ban đầu. Đấy, nếu mà tinh dầu tràm pha lẫn tạp chất, chúng ta sẽ xắt lên và nó sẽ sủi bọt trắng và nó sẽ không tan về vị trí ban đầu ngay lập tức. Đấy, nên là cái cách để chúng ta có thể phân biệt được tinh dầu tràm đạt chuẩn để sử dụng cho con của mình, cũng như là sử dụng cho chính bản thân của mình trong gia đình của mình. Ngày hôm nay thì mẹ bé Thị Thảo đã đưa đến cho các mẹ một cái kiến thức cũng như là một cái bài báo, một cái sáng kiến của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra để cho chúng ta
có thêm một cái kiến thức để phòng được cái dịch virus corona, bảo vệ cho bé và cho cả gia đình. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi cũng như là đồng hành của kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ bấm vào nút like và nút đăng ký cũng như là chia sẻ cái video này đến thật nhiều mẹ, thật nhiều bạn để có kiến thức chúng ta cùng phòng chống dịch. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.